Tiểu sử bà Nguyễn Thị Kim Ngân Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12 tháng 4 năm 1954 là một nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà là Chủ tịch Quốc hội thứ 11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam. Bà là nữ chính khách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giữ chức vụ này. Bà còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Bà từng là Phó Chủ tịch Quốc hội Năm 2011 đến năm 2016, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2007 đến năm 2011. Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, sau này là Bộ Công Thương, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, năm 2002 đến năm 2006. Thứ trưởng Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre từ năm 1991 đến năm 1998. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, bà từng là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, khóa 12. Thân thế, bà sinh ngày 12 tháng 4 năm 1954, quê quán tại xã Châu Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Mẹ của bà là bà Nguyễn Thị Sang, mất năm 2006, tên thường gọi là Má Sáu, là cơ sở bí mật của cách mạng tỉnh Bến Tre. Trước năm 1975, song thân của bà đều hoạt động cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Do cha bà thoát ly hoạt động, bà do mẹ nuôi dưỡng và cho ăn học trong vùng kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Bà hiện cư trú ở nhà A3, ngõ 130 Đốc Ngữ, phương Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trình độ giáo dục, cử nhân chuyên ngành tài chính ngân sách nhà nước, thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Năm 1973, bà lên Sài Gòn theo học tại Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Tuy nhiên, việc học của bà bị gián đoạn khi chính quyền Cộng hòa miền Nam Việt Nam quyền soát tam bộ miền Nam. Bà cũng theo học tại Trường Đại học Tài chính Kế toán thành phố Hồ Chí Minh, nay là Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đạt đến học vị thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành tài chính tín dụng. Ngày 5 tháng 12 năm 2018, bà tới thăm và được trường Đại học Quốc gia Peking, Hàn Quốc cho bằng tiến sĩ danh dự ngành chính trị học. Sự nghiệp chính trị Từ tháng 8 năm 1975, bà vào làm nhân viên văn phòng Ban Kinh tài khu 8. Sau khi Việt Nam thống nhất, bà được chuyển sang làm tại văn phòng ty tài chính Bến Tre, sau là sở tài chính Bến Tre, bắt đầu sự nghiệp hoạt động trong ngành tài chính Bà được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 9 tháng 12 năm 1981 và trở thành đảng viên chính thức một năm sau đó. Bà thăng dần từ các cấp bậc chuyên viên, phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, quyền giám đốc và chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre vào tháng 10 năm 1991. Đến tháng 4 năm 1995, bà được điều về Trung ương và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính Tháng 2 năm 2006, bà được điều chuyển trở lại làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, bà đã được điều giam làm Thứ trưởng Thương trực Bộ Thương mại. Tháng 5 năm 2007, bà được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 12. Tháng 8 năm 2007, bà được đề cử và được phê chuẩn vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và giữ chức vụ này cho đến tháng 7 năm 2011 một trong những sự kiện bà Kim Ngân để lại dấu ấn khi làm tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cuộc giải cứu các lao động Việt Nam tại Libya vào năm 2011. Phó Chủ tịch Quốc hội Tháng 5 năm 2011, bà tái đắc cử vị trí đại biểu Quốc hội khóa 13. Ngày 23 tháng 7 năm 2011, bà được Chủ tịch Quốc hội đề cử làm Phó Chủ tịch Quốc hội ngày 31 tháng 3 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, bà được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Việt Nam. Bà trở thành nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ các cương vị này, đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Đến tháng 4 năm 2001, bà được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9. Từ năm 2001 đến năm 2006, đến tháng 9 năm 2002, bà được điều chuyển sang làm bí thư tỉnh ủy Hải Dương. Bà Kim Ngân là phụ nữ duy nhất trong cả nước và thời điểm đó giữ chức bí thư tỉnh ủy và cũng là phụ nữ duy nhất nắm quyền điều hành cao nhất của tỉnh Hải Dương kể từ trước đến nay. Tháng 4 năm 2006, bà tái đắc cử ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 2006-2011. Từ tháng 1 năm 2011, bà một lần nữa tái đắc cử ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, được bầu vào Ban bí thư Trung ương Đảng. Tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 11, bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Ngày 2 tháng 5 năm 2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Cần Thơ, gồm quận Ninh Kiều, quận Thái Răng và huyện Phong Điền, với tỷ lệ 91,46%, phiếu thuận cao nhất thành phố này. Ngày 4 tháng 5 năm 2018, bà có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền và phường An Bình, quận Ninh Kiều để lấy ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Thời gian làm chủ tịch Quốc hội tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, bà tiếp tục được bầu lại vào ban chấp hành Trung ương Đảng, được ban chấp hành Trung ương bầu vào bộ chính trị Tại kỳ đại hội này, bà cũng được đề cử vào vị trí Chủ tịch Quốc hội. Ngày 31 tháng 3 năm 2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa 13 2011-2016 thay cho ông Nguyễn Sinh Hùng Sáng ngày 2 tháng 7 năm 2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được các đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 14 với tỷ lệ 4 trên 83 trên 489 phiếu thuận, tổng 490 phiếu, một phiếu không hợp lệ. Trong nhiệm kỳ của bà, Quốc hội Việt Nam có điểm mới về tình hình hoạt động là chuyển từ tham luận sang tranh luận bà có một trợ lý là Lê Minh Thông, phó giáo sư tiến sĩ luật, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13. Dưới thời bà làm chủ tịch Quốc hội, Quốc hội Việt Nam dự thảo hai luật quan trọng là dự thảo luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng vào năm 2018. Tuy nhiên, trước làn sóng biểu tình phản đối luật đặc khu, ngày 11 tháng 6, bà kêu gọi người dân bình tĩnh tin vào quyết định của nhà nước Cùng ngày hôm đó, Quốc hội đã biểu quyết đồng ý hoãn thông qua luật dự án đơn vị hành chính kinh tế, đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 với tỷ lệ tán thành đạt 85,63%, cuối cùng chỉ có luật an ninh mạng là được thông qua. Trong năm 2018, vụ việc chính người bỏ trốn ở Hàn Quốc bằng chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội trong chuyến thăm của bà Ngân theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đã gây chấn động trong nước. Về sau chín người này được xác định là đội lốt doanh nhân đi cùng đoàn với bà Ngân để trốn lại tại Hàn Quốc. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Việt Nam khóa 14, đã bỏ phiếu kín bầu bà, bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia 462 trên 462 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bà không tái cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Chiều 15 giờ 50 phút ngày 30 tháng 3 năm 2020, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội đối với bà bằng hình thức bỏ phiếu kiến 429 trên 449 phiếu tán thành, chiếm 89,38%. Sau đó, bà được nghỉ hưu theo chế độ Sang ngày 31 tháng 3 năm 2021, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vương Đình Huệ, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 14 2016-2021 thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bà kết thúc nhiệm kỳ 5 năm với tư cách là Chủ tịch Quốc hội. Nghỉ hưu, sau khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Quốc hội, bà nghỉ hưu. Ngày 2 tháng 11 năm 2021, bà nhận huy hiệu 45 tuổi đảng.